trong lá số này thì cha mẹ không được hạnh phúc và mình không có chồng và huynh đệ có nhiều dòng, cha thì mất sớm. Ok, mình 21 tuổi là cha mất. Hay sang đây trước để bảo lãnh cho mình. Nói chung là bên nhà ngoại ạ. Như ông bà thì đi vượt biên. Trong công việc em có cảm thấy mình là người giống như bị ngáng trở ngáng đường làm không? Đường công việc không được thuận lợi không? Dạ đúng rồi. Nó là và em mê kiếm tiền hơn là mê yêu đương đúng không? Dạ đúng rồi. Em sinh vào trước 9 giờ thì mới có những cái thông tin như vậy. Trước 9 giờ thì công cụ mẫu em có sau khóa kỵ quả tú ở sau quần nên cha mẹ không hạnh phúc. Và em có số triệt chồng, triệt con, bây giờ không chồng, yêu con luôn. Triệt chồng, triệt con. Em ơi, đúng quá. Và em làm kế toán về bệnh sáu thiên phủ. Tự nó chọn em đi. Không, sao thiên phủ là người ta gọi là lộc hố kho tiền, là những người với sao thiên phủ là thường sẽ làm cái đó. Đổi khác là cũng được tiếp xúc với tiền, đấy là nghiệp của mình rồi. Thêm nữa mình thân cư tại bạch mình sinh nhật thì mà nên là số mình là suốt ngày tiền tiền thôi. Mà nhìn em thấy không, tại sao bây giờ em 40 tuổi chưa chồng mà đi cung chồng với con, em muốn em có luôn. Chồng lắm mà cặp mấy năm lại chia tay. Tại vì em bị triệt chồng triệt con nên là cái số em không tiến tới thành chồng được, mà không tiến tới có con được, mặc dù năm nay em 40 tuổi. Đúng không? Đúng. Hai nữa là em á là đường công quan lộ em cũng không được thuận lợi, bởi vì thầy có nhìn thấy sao phụ huynh nó cũng quan lộc này, người nào có sao phụ huynh nó cũng quan lộc là những cái việc lớn của mình làm nó sợ ngán sợ, nó không cho mình tiến xa được. Đúng. Nhưng mà mình cứ lẹt đẹt vậy mãi thôi. Và sao thiên phủ ở bệnh thì em cũng trả thiếu tiền nhưng mà cũng trả giàu nhanh. Đúng rồi. Không thiếu tiền, không giàu nhanh được. Thì em là sao thiên phủ lại mà sao bạch hổ với phượng cát ở bệnh, người ta gọi là người có căn. Nhưng rất mê tâm linh, cảm nhận tốt, hay đi trước những chuyện lành dữ đến với mình. Mỗi bộ là những người có căn thì rất là cao số. Người có căn cũng cao số trong chuyện tình cảm nữa. Sao buồn thế? Thì cái đẹp trong lá số của em là gì? Cái đẹp là em có cung đức, cung đức này là cung này đẹp này, cung này tốt nên em sẽ có một hậu vận tốt. Cái đẹp thứ hai của em ấy là cái cung nô bộc của em cũng đẹp, nên là chơi với bạn bè ai cũng quý mến mình. Cái đẹp thứ ba là em có sức khỏe rất là tốt, thì cung tuyệt ái của em là thái dương vượng địa, chỉ bắt cận thôi. Cái đẹp thứ tư nữa là cung điền trạch của chồng sao đến vượng này sau này ở nhà lớn lắm, đến vượng là nhà rộng nhà to. Sao giờ chưa thấy gì thầy? Đại hao nó cũng nhìn chặt thì đa số tiền nó cứ lẹt đẹt đấy. Đa số tiền của em sau này sẽ tập trung vào mua nhà. Sau này em thích nhà cửa. Còn bây giờ em chưa thành đạt, lý do như thế này nha. Một là năm nay em 40 tuổi, từ năm 32 đến 40 tuổi nó rơi vào cung điền trạch của cái sao đại hao này này, cái thiên diêu là tròn sao của hao tài. Đúng rồi. Từ 3 đến 40 tuổi, 8 năm vừa rồi tiền ra rất nhiều. Nó cứ bị gì là nó ra suốt à thầy? Người ta gọi là bị mắt mất tiền. Ở nhà thôi nó cũng có quả tới thầy. Vì đại hao đó cũng biển chặt mẹ, nhà mình. Hiểu chưa? Thì do cái vận này của mình nó thế. Thì đến năm 42 tuổi em sẽ đổi vận. Thì mình có thiên phủ và có thiên tướng chiếu thì em sẽ giữ được tiền tài. 2 năm nữa thì mới là vận em giữ được tiền. Còn em phải trải qua cái vận đại hao này đó. Ở vận đại hao kiếm tiền thì khó mà chi tiêu thì không. Đấy chưa? Đấy nghĩa là khi mà phong thủy kém, cái nơi em ở phong thủy kém nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền tài của mình luôn. Nhìn cung điền trạch của em có sao thiên diêu này này là cái ngôi sao thứ hai cần quan tâm, đấy chính là phong thủy. Đúng chưa? Em có hai cái ngôi sao rất là ngáng trở, đấy là phục binh nó cung quan lộc và thiên diêu nó cung điền trạch. Một cái nó ngáng trở về mặt công việc, một cái ngáng trở về mặt phong thủy, nó khiến cho công việc của mình không được như mong muốn. Khi làm cái gì cũng bị ngáng. Tiền em có thể kiếm ra nhưng cuối cùng người ta ngáng cho em không thu được về. Mà sao thiên phủ này có lộc tài chính chứng khoán lắm, nhưng mà bị phục binh ở đây mình có kiếm được cuối cùng về túi mình cũng chẳng được nhiều. Em có thể đầu tư stock thắng bởi vì em có thiên phủ và lộc tròn. Đúng thầy, stock em có nhưng mà hồi nó biết sao mất mẹ. Một là nó mất hay là nó đi một đường khác là thầy. Có năng kiếm Bitcoin cũng có thôi thầy, trước khi nó bùng lên cũng có thôi thầy. Em đang có sao phục binh ở đây. Thế là em có đấy, em thắng đấy, cuối cùng nó chặn cuối cùng đấy hết luôn. Đó là lý do tại sao mà em phải quan tâm đến hai vấn đề này nha.
vấn đề nữa là em muốn kết hôn, muốn có chồng thực sự thì cái sau triệt đóng ở đây nó phải điều chỉnh đi. Triệt có nghĩa là bất cứ ai đến với em rồi cũng em không chia tay họ thì họ chia tay em. Đó là lá số nào mình cũng cái lợi và cái hại. Cái lợi của mình là mình giỏi được kiếm tiền, biết về kế toán, sức khỏe tốt, là phúc đức tốt, bạn bè tốt. Đó. Cái xấu của mình là gì? Có khả năng kiếm tiền mà chả giữ được, công việc thì bị ngáng trở, không làm lớn được và giờ chưa chồng con. Coi như lỗi đến lỗi. Đấy là ba thứ mà lá số em cũng ba thứ bị hỏng. Đấy là cung tiền trạch đang không chỉ tốt, cung quan lộc đang bị ngáng và chưa chồng con. Sang năm thầy thấy em rơi cung tiền trạch đấy, có khả năng sang năm em phải chuyển nhà, và sang năm em chi một khoản rất lớn cho chuyện nhà cửa. Và từ năm 42 tuổi, từ năm 2026 là em kiếm tiền rất là đều. Tài chính của em từ năm 42 tuổi đến năm 51 tuổi sẽ tích lũy được nhiều. Nó qua cái hạn nữa. Đúng rồi, bạn đấy mới không bị chi tiêu vô bản nữa, và không bị mất tiền vô duyên nữa, đúng chưa? À, em có cung bệnh cũng được, cung thân cũng được, cung phúc đức cũng được, tốt. Nên là sau này em có hậu vận tốt. Và nhớ là đầu tư chứng khoán đi. Năm nay bắt đầu em mua dần vào, xong đến năm 42 tuổi em bán ra thì em sẽ có lời. Em đầu tư dần, em cứ mua dần, mỗi tháng em mua một ít, mỗi tháng em mua một ít, rồi em sẽ thắng. Đừng có mua luôn một lúc, cứ mua vào, cứ mua dần. Đến năm 42 tuổi có thêm phổ, có thêm tiếng lúc đẹp, bán ra, kiếm tiền. Đầu tư nhà, mua nhà đất. Chắc em bán đúng cái năm là bị hạn cho nên thường là người ta hay bán cái năm đại hao. Nhưng là cái năm đấy mình thiếu tiền, mình bán ra thì lại vừa giá thấp luôn. Thế khi đầu tư nó phải biết là năm nào là năm phải bán. Kể cả lúc cần tiền nhưng mà có thể vay tiền, nhưng được bán chứng khoán. Tại vì năm đấy đại hao bán sẽ lỗ. Bán vào sau thiên phủ, thiên tướng thì lỗ tiền, lời. Và sang năm là năm em đại hao đây, sang năm là năm em phải mua vào tiếp. Để năm tiếp theo 42 nữa bán ra thì mới thắng. Lá số này thì thầy chả có tư vấn cho em làm nghề gì ngoài nghề kế toán, thì em cứ làm và đầu tư thêm stock nữa thôi. Em làm nếu như mà bây giờ nếu như chẳng hạn như em làm thêm mấy cái là ngành đẹp rồi thầy. Làm đẹp thì làm service đó. Làm đẹp thì khó, như em làm về chăm sóc sức khỏe thì còn có thể. Nếu có sao bác sĩ là cũng thiên di. Còn em làm đẹp thì không có đào hoa hồng loan. Sợ không ổn. Lá số của em mà đi làm nail thì không ai dùng hết. Kiểu như chẳng hạn make up đồ hay chứ mà giống như anh cũng muốn làm một cái mở một cái cơ sở riêng. Trong thời không nên. Không em đi đầu tư stock ăn hơn. Em đỡ phải làm. Vấn đề là em biết được vận rồi, sắp được vận thắng thì em mua, em để gom lúc đấy em bán là em thắng nhất. Cái lá số em là thầy thấy là sao thiên phủ là sao làm kế toán và tài chính thôi. Lọc đấy vậy được rồi. Nhà đất không được, đại hao nó cũng đền trạch, lại còn thiên diêu nó mua xong lỗ đấy. Dụ như môi giới đâu này, môi giới khác cũng được học. Đúng. Em có thể môi giới thì trả bỏ vốn thì cũng được, có cơ hội là bán. Nhưng mà số này thầy chỉ khuyên thì em muốn đầu tư stock Mỹ thì ok. Mọi người kiếm tiền chứng khoán Mỹ mà nếu có sao thiên phủ thì dễ lắm em. Em đầy đủ kiến thức về tài chính này, sao thiên phủ nhá, sao lục tồn đấy. Đấy, thế còn em kinh doanh thì rất ngố, nên thầy không khuyên em kinh doanh, bởi vì sao hóa lộc là kinh doanh nữa, làm cung tử tức mất rồi. Có kinh doanh được thì sau này em có đẻ con thì con em kinh doanh tốt, còn em không.